Trong khuôn khổ hội nghị các trường đoàn thể thao SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội, hôm nay 19 tháng 3, đại diện đoàn thể thao các nước đã có chuyến đi khảo sát, kiểm tra các địa điểm phục vụ thi đấu. Quá trình kiểm tra cho thấy công tác sửa chữa, nâng cấp các điểm thi đấu đang phải chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành trong tháng 4 tới. Trong số các điểm thi đấu, sân Mỹ Đình được tu sửa sớm nhất nhằm phục vụ cho vòng loại World Cup 2022 và hướng đến SEA Games 31. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục sửa chữa và nâng cấp tại đây đã cơ bản hoàn thiện. Với các địa điểm khác, dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là giãn cách xã hội phòng dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thiện và bàn giao. Tôi thấy rằng các điểm tổ chức thi đấu đã sẵn sàng, được 70-80%, chỉ còn khoảng 20% công việc cần thực hiện như vệ sinh, dọn dẹp môi trường xung quanh. Có thể thấy, Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá tốt cho các địa điểm tổ chức. Việt Nam tổ chức SEA Games trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp trên toàn cầu. Khó khăn cũng như kinh nghiệm tổ chức SEA Games tại Việt Nam lần này được trường đoàn thể thao các nước cho rằng sẽ là bài học cho các quốc gia trong khu vực tại các kỳ SEA Games sắp tới. Vì COVID-19 nên SEA Games đã bị hoãn lại trong năm ngoái, nên năm nay ban tổ chức chắc chắn đã phải làm việc rất vất vả. Tôi có thể hiểu được những nỗ lực của các bạn đã chuẩn bị, sẵn sàng cho SEA Games sẽ diễn ra trong tháng 5 tới. Tôi tin rằng kỳ SEA Games này sẽ thành công. Thực tế, đúng là rất khó khăn để tổ chức một sự kiện lớn với hàng nghìn người trong bối cảnh COVID-19. Tôi cũng không có những than phiền gì về tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất, vì tôi hiểu khó khăn của các bạn. Tôi tin là các đoàn khác cũng đều hiểu, để chúng ta cùng đoàn kết hướng tới một SEA Games thành công. Ngoài các điểm thi đấu tại Hà Nội, đoàn thể thao các nước Đông Nam Á cũng đi khảo sát điểm thi đấu tại một số địa phương như Bắc Ninh, Quảng Ninh. Dự kiến từ đầu tháng 5 tới, gần 7.000 vận động viên của 11 nước tham dự SEA Games 31 sẽ bắt đầu đến Việt Nam tranh tài ở 40 môn thi đấu. Ban tổ chức SEA Games cho biết, khán giả có thể đến sân cổ vũ cho các vận động viên mà không phải xét nghiệm COVID-19. Sáng nay 19 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo địa phương. Khởi nghiệp sáng tạo Startup gắn liền với việc tạo ra các doanh nghiệp mới, các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc quy trình hoạt động, công nghệ, thị trường mới, giúp nâng cao năng lực đổi mới, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia, thành phố trên thế giới. Tại Việt Nam, đã có nhiều chính sách thúc đẩy hoạt động này, thế nhưng với mỗi địa phương, các Startup lại cần có những hỗ trợ phù hợp. Mặc dù chúng ta có rất nhiều văn bản, rất nhiều cơ chính sách và các chương trình, đề án, tuy nhiên thì đứng ở góc độ về mặt thể chế, rõ ràng chúng ta cũng cần phải làm nhiều hơn nữa. Ví dụ như hiện nay câu chuyện về môi trường kinh doanh, các điểm nghẽn, các câu chuyện về cơ chế thử nghiệm sandbox thì vẫn cần phải có những cái văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ. Hai năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp khởi nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn. Thế nhưng đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng đổi mới. Theo các chuyên gia, hành lang pháp lý cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, bài toán về đổi mới khởi nghiệp sáng tạo cũng cần được lồng ghép vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch của từng địa phương. Lần đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào phẫu thuật thay khớp gối đã được triển khai thành công. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh thoái hóa khớp gối, một tình trạng đang xảy ra khá phổ biến hiện nay. Hệ thống mắt thần Navigation là thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tạo hình toàn bộ khớp gối, giúp phẫu thuật viên định vị khớp nhân tạo dễ dàng hơn, từ đó căn chỉnh chính xác, cải thiện phạm vi chuyển động và định vị vị trí khớp nhân tạo thích hợp hơn nhờ vào đường mổ hoàn toàn chính xác. Kỹ thuật này có thể áp dụng cho các trường hợp phức tạp như bệnh nhân béo phì, người biến dạng ngoài khớp của xương đùi hoặc xương chày, biến dạng nặng ở khớp gối. Ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý còn giúp rút ngắn thời gian hồi phục, giảm thời gian nằm viện. Ca phẫu thuật thay khớp gối bằng ứng dụng công nghệ thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại các tỉnh miền núi, tình trạng ngộ độc lá ngón vẫn diễn ra, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Và mới nhất, vào tối ngày 18 tháng 3, một nhóm người đang thi công công trình tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã lấy lá ngón về ăn, khiến một người tử vong, 4 người nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Nhóm 5 người mang lá ngón về xào với măng để ăn. Đến đêm ngày 18 tháng 3 thì bị ngộ độc, một người tử vong, 4 người còn lại nguy kịch phải đi bệnh viện cấp cứu. Cây lá ngón được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A, ăn 3 lá có thể tử vong. Loại cây này mọc nhiều trên núi các tỉnh miền núi phía Bắc. Dù chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, nhưng hàng năm vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc lá ngón khiến cho nhiều người tử vong.